thì đó là những cái thông tin mà mình muốn tổng hợp với tất cả anh chị. Vậy thì để chúng ta có thể giảm cân một thực sự một cách hiệu quả và đúng khoa học, đó là chỉ cần chúng ta hiểu được cái gì, cái nguyên tắc đó là gì, là cân bằng và cân bằng được là gì, là cái lượng năng lượng nạp vào và năng lượng chuyển hóa năng lượng đầu ra, đúng không ạ? Nếu như cái năng lượng nạp vào ít mà năng lượng đầu ra cao thì lúc đó cơ thể chúng ta sẽ chuyển hóa cái mỡ thừa trong cơ thể chúng ta thành năng lượng để sử dụng. Còn nếu như ngày hôm nay năng lượng nạp vào mà gì ạ, mà quá cao, còn năng lượng chúng ta chuyển hóa lại quá thấp thì sao anh chị? Thì lúc này nó sẽ tích tất cả những cái nguồn năng lượng dư thừa đó thành gluco ở trong máu chúng ta và bắt đầu chuyển hóa thành mỡ trong cơ thể chúng ta để dự trữ. Đó, anh chị hình dung ạ. Thì vậy thì chúng ta muốn tăng cân hay giảm cân đều phụ thuộc vào chính chúng ta hết các anh chị nha. Rồi, vậy thì bây giờ anh chị chúng ta đã hiểu rõ được ba cái thông tin mà Phùng đã chia sẻ các anh chị, đúng không ạ? Ba cái thông tin mà hôm nay mình đã nói với các anh chị. Đầu tiên đó chính là gì anh chị? Đó là chỉ số BMI, được chưa nào anh chị? Chúng ta nắm được chỉ số BMI, được không ạ? Và chúng ta biết cách tính được cái chỉ số BMI. Rồi thứ hai đó chính là gì? Đó là chúng ta nắm được cái chỉ số mỡ cơ thể và biết cách tính được cái lượng mỡ thừa là bao nhiêu. Rồi, và điều thứ ba đó chị, chúng ta hiểu được cái nguyên tắc để kiểm soát cái cân nặng hợp lý. Đó chính là gì? Đó là chúng ta sẽ cân bằng và chúng ta kiểm soát cái việc năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra. Và lưu ý, giảm cân mà nhìn ăn là hoàn toàn sai, được không ạ? Và giảm cân là cơ thể chúng ta phải cần phải đủ dinh dưỡng, đầy đủ dưỡng chất, đúng không ạ? Thì lúc đó, bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta đầy đủ dinh dưỡng thì lúc này chúng ta mới đẩy mạnh được cái việc đó là gì, là cái chỉ số chuyển hóa BMR lên. Các anh chị nhớ là trong việc giảm cân của chúng ta, giảm mỡ chúng ta, nó có một cái chỉ số gọi là chuyển hóa rất là quan trọng, đúng không? Được gọi là chỉ số BMR, đó là chuyển hóa mỡ của cơ thể của chúng ta, khả năng chuyển hóa năng lượng của cơ thể của các bạn. Và nếu như ngày hôm nay các bạn có một cái cơ thể gọi là gì, không đủ dinh dưỡng, không đủ các vitamin, không đủ đạm, đúng không, không đủ các chất béo tốt, không đủ các dưỡng chất, thì cơ thể các anh chị cũng sẽ không có năng lượng. Và nếu như cơ thể anh chị nó sẽ không có một khả năng hoạt động tốt thì cái chỉ số chuyển hóa BMR này sẽ giảm. Cũng giống như một cái người khi đi ra ngoài đi làm cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn không có năng lượng, đúng không ạ? Đó chính là gì? Đó chính là cái cơ thể chúng ta đang bị thiếu hụt rất trầm trọng về các vi chất, các dưỡng chất, các vitamin từ rau củ quả này và vân vân. Vậy thì cho nên là gì? Cái việc mà chúng ta ăn uống đủ chất và đủ vitamin, đủ dinh dưỡng rất là quan trọng trong vấn đề về kiểm soát vóc dáng. Các anh chị ha, chứ không phải là gì là muốn giảm cân là nhịn ăn. Và khi chúng ta nhịn ăn mà chúng ta không hiểu biết một thời gian quá dài thì nó sẽ gây đến những cái vấn đề mất cân bằng về dinh dưỡng, mất cân bằng về máu huyết của chúng ta, đúng không ạ? Thiếu hụt về lượng canxi, thiếu hụt về các vi chất, đúng không ạ? Và sau đó nó ảnh hưởng rất là nhiều đến vấn đề về sức khỏe, đến vấn đề tim mạch, đến vấn đề về thần kinh, về não của chúng ta, thì lúc đó sẽ rất là nguy hiểm, thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến cả thận của các anh chị. Ok không ạ? Rồi, thì ba điều hôm nay mình chia sẻ các anh chị đó, chúng ta đã nắm chưa nào? Chỉ số BMI, đúng không ạ? Chúng ta tính được chỉ số gì ạ? Chỉ số mỡ cơ thể. Và chúng ta có thể xem là các video đầu tiên. Hôm nay mình sẽ làm ba cái video, tại vì sao? Tại vì cắt nhỏ ra để cho anh chị chúng ta dễ theo dõi. Rồi. Ok. Và vậy bây giờ bắt đầu chúng ta cái hành trình để chúng ta có thể thực hiện cái kế hoạch để chúng ta giảm cân. Đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng nhau lên kế hoạch. Đây là 4 bước để chúng ta thực hiện cái hành trình giảm mỡ, giảm cân của chúng ta. Đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ về cơ thể của mình và cái rào cản của chúng ta là cái gì, đúng không ạ? Những cái rào cản mà chúng ta cần phải vượt qua là như thế nào? Đó chính là gì, là chúng ta sẽ bắt đầu kiểm soát là bữa ăn của mình. Thì khi mà chúng ta trước đây chúng ta ăn quá nhiều thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm soát về việc chúng ta ăn làm sao cho hợp lý, cái nào cần ăn và cái nào không cần ăn. Thì chắc chắn là khi chúng ta ngưng ăn một số những cái loại thực phẩm mà trước đây chúng ta ăn quá nhiều thì bắt đầu chúng ta sẽ có trạng thái chúng ta hơi thèm một chút. Nhưng chỉ cần chúng ta hiểu mà chúng ta biết cách là gì, là đưa những cái dinh dưỡng để bổ sung, để hỗ trợ vào, thì nó sẽ giúp chúng ta vượt qua rất là dễ dàng và rất là nhẹ nhàng. Rồi thứ hai là gì? Thiết lập cái mục tiêu của mình đó. Và thực tế có nghĩa là mục tiêu là bây giờ mình sẽ muốn giảm bao nhiêu ký trên một tuần, ví dụ nửa ký trên một tuần hay là một ký trên một tuần đó. Và chúng ta hiểu được mặc chúng ta có mục tiêu, chúng ta sẽ làm được cái gì đó. Rồi, và sau đó chúng ta kiểm soát cái năng lượng, đó là gì, đầu vào và đầu ra, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta theo dõi tiến độ mỗi tuần và mỗi tháng, được chưa anh chị? Và nếu như anh chị làm đúng theo phương pháp của phụ hướng dẫn thì trong vòng một tuần như vậy anh chị sẽ giảm ít nhất là nửa ký mỡ. Có nghĩa là nửa ký tới một ký mỡ, có nghĩa là một tháng anh chị sẽ giảm trung bình tầm khoảng từ 2 tới 4 ký và có thể nhiều hơn nếu như khả năng chuyển hóa cơ thể của anh chị tốt hơn, đúng không ạ? Và anh chị vận động một cách tích cực.
Ok, đây là một vài những cái kiểm soát phong nặng gọi là phổ biến nhưng mà tuy nhiên không theo khoa học, không đúng khoa học. Đó là gì? Nhịn ăn nè. Hoặc là gì? Hoặc là chúng ta thường xuyên duy trì thói quen xấu. Chúng ta muốn giảm cân nhưng chúng ta lại thích ăn những cái món chúng ta thích ăn. Đúng không ạ? Rồi chúng ta chỉ tập trung vào cân nặng chứ chúng ta không tập trung vào việc giảm mỡ, đúng không ạ? Rồi gì? Không có mục tiêu thực tế và thậm chí là gì là chúng ta có những cái đánh giá rất là thấp ảnh hưởng đến việc stress của cơ thể của chúng ta. Thì khi mà chúng ta stress thì lúc này chúng ta lại gì là tạo ra một cái cơ hội tăng cân. Bởi vì stress cái gì nó sẽ sản xuất ra một cái loại hormone và cái hormone đó nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta thèm ăn nhiều hơn, thậm chí là không đói nhưng mà vẫn thèm ăn. Đúng không ạ? Rồi chúng ta hay vừa lười vận động, vận động không hợp lý hoặc là chúng ta vận động quá sức thì cũng không tốt các chị ha. Đó. Vậy thì để chúng ta có một hành trình đó là gì là kiểm soát cân nặng một cách lành mạnh thì chúng ta phải làm theo đúng gì à, 6 cái thói quen tốt này. Đó là gì là tập luyện tốt, ăn uống tốt, chế độ tốt, đúng không ạ? Lối suy nghĩ chúng ta lúc nào cũng phải tích cực. Giấc ngủ phải đủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Và anh chị nhớ là 7 đến 8 tiếng và phải ngủ trước 11 giờ thì như vậy nó mới tốt sức khỏe của mình, nó mới làm cho cân bằng cái cơ thể mình. Và sau cái điều quan trọng nhất đó chính là gì là cân bằng cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta và ăn uống đa dạng nhiều loại thực phẩm từ rau củ quả và trái cây và bổ sung các loại vitamin, được không ạ? Rồi bắt đầu gì là chúng ta hiểu rõ về cơ thể thì lúc đó chúng ta sẽ đo tất cả chỉ số BMA, BMI, chỉ số mỡ cơ thể, vòng đo bụng, vòng đo eo, vòng đo mông. Ok mà, và chúng ta kiểm soát đó, được không các chị? Rồi và sau đó chúng ta có thể gì là học cách tập những bài tập về aerobic hoặc là tập những cái bài tập tại nhà. Các chị dễ lắm, chúng ta chỉ cần tập những bài tập tại nhà rất là đơn giản và chúng tôi có những cái đoạn video để hướng dẫn tất cả anh chị những bài tập là chúng ta tập tại nhà như thế nào và rất là đơn giản, cứ mỗi một ngày dành ra khoảng 15 tới 30 phút anh chị tập theo là cực kỳ tuyệt vời. À các chị, đây là những giải pháp mà để dành cho cả người bận rộn vẫn làm được. Rồi thiết kế chế độ ăn. À anh chị ha, cái điều quan trọng nhất là trong việc giảm cân chúng ta cần phải làm một cái việc thế này, bởi vì chúng ta là gì là người ăn rất là gì nhiều và đôi lúc là những người bị tăng cân, bị mập, bị béo phì, chúng ta lại bị mất cân bằng ở bữa ăn của mình. Thì ngày hôm nay em chia sẻ anh chị đó là chúng ta hãy học cách chia nhỏ bữa ăn mình ra, đúng không, và kiểm soát về thành phần và hàm lượng dinh dưỡng trong cái bữa ăn của mình. Đó là gì là cái bữa ăn của mình nó có quá nhiều năng lượng hay không thì chúng ta phải kiểm soát, đúng không ạ, và duy trì cái thói quen đó liên tục trong vòng gì trong vòng khoảng 2 tới 4 tuần thì chúng ta sẽ bắt đầu quen dần đi, đúng không ạ? Rồi đó, và tăng cường cái việc là gì là cái năng lượng đầu ra và để gì và chúng ta tập cho nâng cao cái khối cơ của chúng ta lên và song song đó thì sao gì là chúng ta sẽ học cái cách làm sao bổ sung cái nguồn đạm dinh dưỡng đạm protein để làm gì để tăng cường khả năng tái tạo cơ của chúng ta. Rồi và một điều quan trọng đây là một cái bộ dinh dưỡng mà mình muốn chia sẻ với tất cả anh chị, đó chính là gì, đó là bộ dinh dưỡng gọi là body key kiểm soát mỡ, hay mình hay gọi là gì là bộ bữa ăn happy meal kiểm soát mỡ. Và trong cái bộ dinh dưỡng này chúng ta sẽ có đó có những cái thành phần, thứ nhất đó chính là gì là những cung cấp đủ 6 cái nhóm dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của mình để chúng ta không bị thiếu hụt. Và chắc chắn một điều khi chúng ta ăn các loại thực phẩm bên ngoài thì sẽ không bao giờ đủ những cái chất này các chị. Và khi chúng ta muốn giảm cân mà chúng ta ăn uống không đủ dinh dưỡng thì lúc này cơ thể chúng ta cũng sẽ không hoạt động tốt và giảm sẽ không hiệu quả. Và cái bộ dinh dưỡng, cái bộ giải pháp về giảm mỡ này mình đang hướng dẫn, tôi đã hướng dẫn cho rất là nhiều người và thực sự là gì cực kỳ hiệu quả. Mới gần đây tôi vừa chia sẻ cho rất là nhiều anh chị em, đó là gì họ chỉ làm vòng 1 tuần, 2 tuần thôi là họ đã giảm khoảng 2 kg. Và thông qua đó thì cái sức khỏe họ rất là tốt các anh chị. Cái năng lượng cơ thể rất là tốt và họ cảm thấy mỗi ngày thức dậy đều là một cái buổi sáng đầy tràn đầy năng lượng. Đúng không ạ? Rồi. Cân bằng cái nhóm dinh dưỡng, kiểm soát được cái nguồn năng lượng cơ thể chúng ta. Đúng không ạ? Và muốn chia sẻ anh chị đây là cái protein, đúng không ạ? Và được gọi là một sản phẩm được gọi là gì protein thực vật có cái tiêu chuẩn hấp thu cao nhất thế giới hiện nay, đó là hấp thu 100% và cung cấp chúng ta đủ các loại axit amin thiết yếu để tái tạo tất cả những cái tế bào cơ, tế bào tốt cho cơ thể của chúng ta. Đó. Và đặc biệt là đây là một cái loại đạm không có chứa cholesterol, không có chứa đường lacto và rất là tốt cho tất cả những người có vấn đề về tiểu đường, có những cái vấn đề liên quan tiểu đường luôn các anh chị. Và nó là cái nguồn nguyên liệu chính để xây dựng đến cái cơ thể, cơ bắp của chúng ta, đúng không ạ? Cái cơ của mình. Và khi anh chị tập thể dục, đúng không ạ? Khi anh chị vận động, anh chị đau thì chúng ta dùng cái protein này vào nó sẽ tái tạo cái cơ và nó sẽ chuyển hóa cái mỡ rất là tốt, đúng không ạ? Và nó sẽ kiểm soát cả cái cơn đói khi chúng ta sử dụng trước cái bữa ăn. Đúng không? Và trong lúc chúng ta cảm thấy hơi đói, hơi sốt ruột, chúng ta có thể lấy một muỗng protein để chúng ta uống vào và chúng ta không còn phải ăn nữa, đúng không ạ? Thì nó sẽ giúp ta kiểm soát cái nguồn năng lượng, đúng không ạ? Và duy trì cho chúng ta một cái sức khỏe, một cái khả năng gọi là gì? Hoạt động rất là tốt. Cái thứ hai đó chính là gì? Là thực phẩm chất xơ từ 13 loại rau củ quả. Và đây là một trong những cái nguồn dinh dưỡng rất là quan trọng, bởi vì sao chị, những cái người bị tăng cân thì hầu như là họ đang bị vấn đề là rối loạn cái mức đề điều bị vấn đề là không ổn định về đường huyết ở cơ